năm rồi, của anh Đúng Cao rồi, Xuân Huy. đúng rồi. Anh Cao Xuân Nhưng Huy, anh mà Cao Xuân ý Huy. ý ý tôi muốn nói là cái điều này là tôi cũng biết phong phanh cái chuyện này, nhưng mà nó mình không đến nỗi mà, tại vì mình lười, thứ nhất là mình lười, cái thứ hai nữa là chúng ta ngay những cái giây phút gần đây họ vẫn có cố gắng và họ cứ đưa ra những cái lời lẽ mà nó thậm chí cho công như nó huyền hoặc, và họ đưa hay ca tụng vào cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và ngay từ giờ phút này nó vẫn có những người mà được đại diện diện cái là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, tao là chính nghĩa, tao là cái kia. Tôi đã đưa rất 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 là nhiều người chứng cứ, từ ông Thiệu đến ông Diệm, rồi tất cả đều từ ông Kỳ gì nữa, nhưng mà họ vẫn trơ trơ. Và hôm nay sẵn đây tôi sẵn cái dịp mà cái trang Bỉ Tân nó đưa lên, nó trích đoạn một cái một chút xíu ở một cái cuốn sách đó đó, thì tôi ngồi bàng hoàng anh. Cái chuyện này mình biết từ lâu chứ không phải là không biết, nhưng mà có điều mình bàng hoàng. Và ở đây là một mình biết nói thẳng một cái điều này, đây là một cái hồi ký có thật của chiến tranh Việt Nam, chứ nó không phải là mình vẽ vời. Không phải tôi với anh đặc diện, không phải tất cả mọi người đặc diện ở đây, ở lớp trẻ ở Việt Nam nó không hề biết và nó cũng chẳng hề biết. Tôi đã nói từ lâu rồi, những đứa nào mà sanh sau 50 tuổi là coi như là không biết rồi, mẹ 50 tuổi là coi như là không biết rồi. Và bởi Đúng rồi. 50 tuổi là thời giải phóng, mới các bạn có 3 tuổi rồi biết cái gì, Đúng rồi. đúng không? Thành ra sẵn cái Đúng dịp rồi. này tôi với anh lên mổ xẻ cái vấn đề này chút xíu và lột trần cái bản chất của họ. Bởi vì sau cái này á, đồng đội họ cùng sắc áo, cùng chính nghĩa mà họ không thương. Mình thấy nó tàn nhẫn và mà thấy mình coi mà rớt nước mắt, mà mình cảm thấy tôi cũng bị, nhưng mà tôi bị rất là nhẹ. Tôi kể sơ qua cho anh nghe. Cái ngày 27, 28 tôi ở Vũng Tàu, tôi làm thương binh binh. Tôi ở Vũng Tàu, thì ở Vũng Tàu ngày xưa nó có một cái trung tâm hồi lực, nó tên là Nguyễn Văn Nhất, tôi ở đó, toàn dân bại liệt không mà, cái này bị đó, bị Hồi cái này lực. bị đó, trung tâm hồi lực. Thì tôi nói cho anh nghe, cái ngày đó tôi bận một bộ đồ bệnh viện, tức là bộ đồ màu xanh da trời, màu xanh hơi đậm đậm chút xíu á, nó có cái sợi dây, đấy, tôi đang đi về cái phía cái ở dưới cầu Cỏ Mai, thì tôi nghe bên kia đường có một thằng lính thua lục chiến, còn nó không có ba lô nhưng mà còn súng một M16 và nó xỉa của tôi, nó bắn một cái đông mà cách nhau con đường, đứng đứng bên kia đường, tôi bên này đường, tôi đi lên thân lỗ tai thì cà nhắc, chân thì cà lết, nó bắn nó xỉa tôi bắn mà nó bắn không có trúng, mà chắc lẽ là không muốn bắn tôi nhưng mà bắn để nó dọa thôi. Nó chạy qua, nó chạy qua, nó cứ cổ đồ ra, cổ đồ ra, thôi cổ gì mà tao có nhiều, cổ gì đừng, có một đồ xanh bệnh viện mà cổ gì vậy, cổ cáo ra đồ má, nó tôi mặc cái quần đó và cái áo rồi nó liền nó xuống chạy luôn. Có nghĩa là tôi như vẫn bị mà bị trên đất nằm ở trong một chỗ chỗ thì xa Bà Rịa, không có Bà Rịa, ở Hiểu Vũng rồi. Tàu mà, ở đó. Hiểu Nhưng mà rồi. tôi không ngờ mà cái thằng này nó viết cuốn sách này nó thê thảm gấp trăm ngàn lần của tôi. Có nghĩa là Đúng rồi. gì? Có nghĩa là tôi đi về nhà, chúng ta đi về nhà, giày hòa bình rồi, chúng ta sướng quá, chúng ta đi về nhà. Trong khi đó mọi người tụi nó là đi ra biển, nó đi ngược đường mình. Đúng rồi. À, Đúng rồi. thấy chưa? Cũng như tôi nói rồi, thì bữa nay có một thơ quan thì để cho nó tóm tắt mọi người ở dưới cái diễn đàn mình nó dễ hiểu hơn, thì bố mời con thơ quan con đọc lại một cái đoạn của cái giống như nãy con đọc phía bên kia vậy, để cho tao với ông này coi mắt lem với em đọc không có được, cho nên bị đồng bài cho bài đọc lại, đọc xong là hai anh em mình bắt đầu phân tích ra. Vô Ô tôi có nghĩa chào, là chào bố Cẩm, chào chú Peter Phượng và xin chào Trung, chào tất cả mọi người ở dưới diễn đàn ạ. chào tất cả mọi Cảm người, ơn nhé. chào chào Rồi, dạ con chào cảm bác ơn bố Cầm, Cẩm. chào bác Peter Phượng và chào anh Thơ Quang cũng như tất cả đại gia đình mình ở trên diễn đàn của bác Cầm. Vậy bố Cẩm là muốn con đọc luôn hay sao? Muốn đọc Đúng luôn rồi, vào cái tóm tắt cái bài đúng này rồi, luôn à? đúng rồi. Rồi con xin phép bố Cầm, muốn xin phép mọi người xin chia sẻ về cái bài này. Thì cái bài này là với cái tựa đề là Tháng 3 gãy súng của Trung úy Cao Xuân Huy, thuộc Đại đội Phó, Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 147, Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Và để con đi luôn vào cái bài này. Tháng 3 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắn vào sọ đồng đội và ném xác xuống biển. Trích hồi ký Tháng 3 gãy súng của Trung úy Cao Xuân Huy, Đại đội Phó, Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 147, Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa.
Lên đến trên tàu, không không khí quá nặng nề, ngột ngạt. Không phải nặng nề, ngột ngạt vì số người trên tàu quá đông, mà vì cả tàu đang bị bao trùm bằng mùi giết chóc căng thẳng. Huy mập nhét vào tay tôi khẩu súng ngắn, dặn dò: "Chúng tôi lên đại sẵn rồi, ông giữ cẩn thận. Còn gì nữa để mà phải thủ súng lên đại sẵn? Thì ông cứ giữ đề phòng, biết đâu có lúc phải xài tới." Chưa kịp tìm chỗ ngồi, tôi nghe một tiếng súng nổ. Hai người lính thủy quân lục chiến cúi xuống khiêng xác một người lính bộ binh vừa bị bắn chết ném xuống biển. Một người lính thủy quân lục chiến khác đang dí súng vào đầu một trung úy bộ binh ra lệnh: "Đủ mẹ, có xuống không?" "Tôi là anh cho tôi đi theo với." "Đủ mẹ, tao đếm tới ba, không nhảy xuống biển tao bắn." "Tôi là anh mà, tôi đâu có gia đình ở ngoài này." "Đù mẹ, mốc." "Tôi là anh mà, anh đừng bắn tôi. Đừng bắn tôi, ở lại. Anh muốn lại bao nhiêu cái, tôi cũng lại anh hết. Tôi là anh, và tôi là anh." "Đù mẹ, hai." "Trời đất, mình đồng đội với nhau mà anh không thương gì tôi hết. Tôi là anh mà." "Đù mẹ, ba." Tiếng ba vừa dứt, tiếng súng nổ. Người trung úy bộ binh ngã bật ngửa ra, mặt còn giữ nguyên nét kinh hoàng. Viên đạn M16 chui vào từ đỉnh đầu. Xác của anh ta được hai người lính thủy quân lục chiến khác khiêng ném xuống biển. Tên lính vừa bắn người thản nhiên tiếp tục chĩa súng vào đầu một thiếu tá bộ binh đang sợ hãi nằm mọp người ở cạnh đó, mặt lạnh băng đầy sát khí: "Đụ mẹ tới thằng này, mày có xuống không?" Ông thiếu tá bộ binh này hơi lớn tuổi, mặt cắt không còn hột máu, run lên cầm cập năn nỉ: Anh tha cho em, anh tha cho em." "Đụ mẹ, mốc." "Thôi thôi 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 anh, để em xuống." Lết ra tới lan can tàu, ông ta quay lại năn nỉ lần chót: "Anh tha cho em, anh thương em với." "Đù mẹ hai." Biết là không thể năn nỉ, xin xỏ gì được, ông ta vừa khóc vừa nhảy xuống biển. Cùng trong thời gian đó, tôi nghe thấy nhiều tiếng súng khác ở nhiều nơi khác nhau trên tàu. Phi mập cho biết tàu chở nặng quá nên bị mắc kẹt. Hồi nãy cố ra thử nhưng không nổi nên quay đúng một vòng tròn rồi hết nhúc nhích. Ông thuyền trưởng cho biết là tàu dành riêng cho thủy quân lục chiến nên yêu cầu những ai không phải thủy quân lục chiến rời tàu. Ông râu thấy không, sức mấy mà người ta chịu xuống. Thành ra ông thuyền trưởng yêu cầu thủy quân lục chiến giải quyết lính mình, tụi nó giải quyết bằng súng. Vậy thì có nhằm nhò gì đến tôi mà ông bắt tôi phải thủ khẩu súng trong người? Bộ ông tưởng thằng mặc đồ rằn nào cũng là thủy quân lục chiến sao? Và bộ ông tưởng rằng thủy quân lục chiến nào cũng phải biết ông sao? Trong lúc hỗn quân hỗn quan này, ông không lo thủ lấy thân thì còn ai lo cho ông đây? Tiếng súng vẫn đì đoành đây đó trên tàu, xác người vẫn tiếp tục bị ném xuống biển. Nhiều người vừa khóc vừa nhảy ra khỏi tàu. Xin lỗi mọi người, nó bị nhảy. Một lần nữa xin lỗi mọi người nha, nó bị nhảy cái bài viết, đâm ra là đọc nó bị gián đoạn. Thôi được rồi, nó đại khái với ông ngắn gọn như vậy Tôi nghĩ cũng tôi nghĩ vậy cũng được ạ. Tôi cũng nghĩ được là rồi, cảm ơn Thơ ok. Quang ạ. Cảm ơn Thơ Quang rất là nhiều. Mà thì ở đây mình thấy rộ ra một cái bản chất là như vậy. Ở đây ai cũng những người mà thuộc về cái phe đối lập, có nghĩa là họ không có thiện cảm đối với, nói chung là cái phe mà mình ngày xưa mình tôn thờ đó Phượng, có nghĩa là vẫn người cờ vàng mà sọc đó, thì họ vẫn cho quân lực thắng của họ là hạng tư vì chính nghĩa này kia đủ thứ trò, rồi gọi là qua cái bài viết này nó lột
toàn bộ, nó lột trần toàn bộ, bởi vì họ, đồng đội của họ, dân tộc của họ, họ không thương và họ tàn nhẫn, thẳng là một sự tàn nhẫn đến mức độ là coi như mà không thể ngờ được, giết xong liền xuống biển, chỉ cái dành cái quyền lên tàu để mà đi ra nước ngoài thôi. Và tôi đã từng nói cái kiểu đó là, tôi đã từng nói với anh cái rồi là không ai bắt anh phải đi cả, các anh hòa bình rồi nên ở lại được, ví dụ là vậy, không ai muốn ra đi, ví dụ là vậy. Nhưng mà họ vẫn đi và ra đây và bắt đầu, thì tôi hỏi anh cái điều này nè, chánh nghĩa ở đâu? Đồng đội của họ, họ không thương thì làm gì mà họ thương được cái người dân tộc, người dân nước? Rồi, câu chuyện anh này biết... nó là... dạ thưa anh và các bạn, câu chuyện này nó xảy ra cũ lắm, mà 47 năm về trước, mà tôi nhớ rất là rõ, tôi nhớ rất là rõ, tại vì năm đó 23 tuổi, mình đã 23 tuổi rồi, mình đang làm việc ở trên Sài Gòn, mình đang làm việc trong thành phố, mình đang làm việc ở trong trung tâm thành phố, ở nơi đó đang là cái nơi, cái cơ chỗ mình làm việc là những nơi mà mình nghe được rất nhiều tin tức từ những đoàn quân chạy loạn xảy đến. Anh kể lại cái chuyện mà anh đứng ở bên kia đường, bên này có ông lính thuộc quân lục chiến bắn cái đùng, bắt anh gỡ cái áo ra để ông mặc. Tôi cũng không ngạc nhiên, máy à, ông bắn chúng mày, để anh lấy bộ quần áo anh mặc, anh chạy mà, anh chạy ra biển mà. Nhưng mà cái chuyện của ông Thơ Quang ông đọc đó là cái chuyện nó xảy ra ở cờ biển Tư Hiền, ở cái cờ Huế đó. Khi mà có đoàn tàu, khi mà thuộc quân lục chiến họ rút ra khỏi cái cờ biển Tư Hiền đó. Thì lúc đó thôi là vỡ trận rồi, đang thu trận năm 1975 mà, tức là từ trong đất liền đi ra ngoài biển, đi ra ngoài Huế, từ ngoài Huế đi ra thì đổ vô biểu chạy chạy vô Đà Nẵng mà, đó tức là mình di chuyển chiến thuật thôi, hồi đó mình thua trận được gọi là di tản chiến thuật, đại khái vậy chứ hẳn, nhưng mà tức là tất cả mọi người tức là mình chỉ di chuyển đấy nhá, mình chỉ rút lui thôi. Mà mình rút lui mà mình đã thể hiện ra cái sự mà dã man như vậy, chứ còn mình chưa thua trận á, chưa thất trận á, mình chỉ rút lui. Thì ông Thiệu ông bảo là phải rút lui về thì quân đồng chiến và rút lui về Sài Gòn, nhảy dù và rút lui Sài Gòn để bảo vệ Sài Gòn, nó thí dụ vậy đây. Thì thế này là câu chuyện nó đổ bể từ nó đổ bể từ ngoài Trung vô đến trong Nam, lính tráng đi đến đâu đó là gây những kinh hoàng cho nó, đoàn quân thất trận mày. Cái đoàn quân thất trận mà khi đi đâu đó là mình biết là từ năm 1972, khi cái đoàn quân thất trận mà từ Quảng Trị vắng về đấy, của mấy ông Việt Nam Cộng Hòa này, chắc thì cô nghĩ là chắc cũng chỉ bộ binh thì có lục chiến là ai đó về đến Huế, về đến chợ Đông Ba, họ thua trận, anh biết họ đến chợ Đông Ba họ làm gì không anh? Họ đốt sạch cái chợ Đông Ba, rụi cái chợ Đông Ba, cái ngôi chợ đó là cái chợ của bà con anh em mình, con cái chị em mình, con gái mình, vợ mình, mẹ mình ra của nó buôn bán để lấy một chút tiền nuôi gia đình. Mấy ông lính về thua trận về đốt sập cái chợ này. Đấy là năm 72. Đấy là năm 1972 chứ chưa phải năm 75. Thì cũng cùng một đoàn quân thất trận anh, khi mà bởi vì cái đoàn quân thất trận của Việt Nam Cộng Hòa khi mà đi đâu nó gây ra rất nhiều kinh hoàng. Tức là hồi đó khi mà mình ở trong Sài Gòn, đó là những ngày tháng cuối năm, từ tháng 4 thôi. Tức là mình đã nghe những đoàn quân thất trận mà nó kéo về đến Nha Trang, rồi đốt cũng như vậy, là cũng có cái kiểu mà cướp bóc hãm hiếp, đốt nhà, đốt cửa, đốt sạch cái chợ dù ở Nha Trang, đốt sập cái chợ dù ấy. Tại sao họ đốt cái chợ? Tại vì họ mua đó, họ ăn cướp. Ăn cướp cái gì? Cướp thì trong chợ mà có cái này kia, có đồ đạc, mua đó ăn cướp. Mà cái chuyện mà cái người lính của Việt Nam Cộng Hòa nó mà khi mà rút đi hành quân về mà về đến thành phố đó là phá làng phá xóm, bắn cái này bắn cái kia, đập nhà đập cửa, là tôi coi tôi nhìn thấy tôi hồn bé rồi, chứ chẳng phải bây giờ, họ rất là bạo loạn. Tại vì đến tôi bây giờ mình nói chuyện chỉ mình nói chuyện đến năm 1975 thôi, thì đến tháng 4 năm 1975 mà khi tôi nhìn thấy biết bao nhiêu cái đoàn người đang chạy về Sài Gòn á, thì trước khi tôi đi á, tôi đọc được rất nhiều, tôi đã nghe được rất nhiều câu chuyện mà những người lính thất trận họ đã làm gì trên đường phố, họ giết nhau, họ chà đạp lẫn nhau, họ lấy xe họ cán lẫn nhau,
họ giết nhau trên giết nhau như là ông Cao Xuân Huy ông kể chuyện vậy đó. Cao Xuân Huy ông kể chuyện là sau này mà có một điều tôi nhớ mãi trước khi tôi rời khỏi nhà tôi buổi tối ngày 21 khoảng một tuần trước khi mà tôi trước ngày 29 tháng 4 là tôi đã nói về tôi tại vì lúc đó chỉ có còn một mình tôi ở nhà thôi, tức là còn nhà tôi có hai người con trai mà ông anh tôi thì ông đi lính phải đi xa, còn mỗi mình tôi ở nhà thôi. Thì tôi nói là Việt, tôi có nói hồi đó mình dùng cái danh tiếng Việt Cộng có vào thì ở đâu ở đó mình cũng có chạy, tại vì tôi nghe biết bao nhiêu cái điều kinh hoàng nó xảy ra trên đường chạy loạn, lính Việt Nam mình nổi loạn, chém giết đã chớ nhá, còn hãm hiếp đấy chị. Nhà tôi ngoại trừ tôi là con trai, tất cả là con gái, bà chị gái, ba đứa em gái, tôi nói không có đi đâu cả. Và tôi biết thế này nè, ở trong nhà tôi mà nhà tôi ở Sài Gòn nhé, nhà tôi ở ngay Thị Nghè đó, mà tôi ở đó từ năm 1000, nhà tôi ở đó từ năm 1958 đến 1975. Nhà tôi bên cạnh nhà có nhà bà thím thì cũng có thằng con trai sinh năm cùng năm với tôi, còn lại bao nhiêu cũng toàn là con gái. Tất cả mọi người đã nói là khi mà Việt Cộng nó vào, khi là đi đâu á, khi mà Việt Cộng vào thì tất cả mọi người để yên chỗ nào ra chỗ đó, rất sợ. Sợ gì vậy? Sợ là đi chạy loạn đó, là mấy mình sẽ bị đàn bà sẽ bị hãm hiếp, mà chính mắt tôi đã nhìn thấy. Thì thành thử ra cái chuyện mà tháng 4 gãy súng, tháng 3 gãy súng của anh Cao Xuân Huy, anh Cao Xuân Huy là mình biết rất là kỹ. Anh Cao Xuân Huy là mình ở chung xóm, là anh học trước mình hai lớp, học chung trường đó. Đó, hồi quém mình rất là quý anh lớn hơn mình 2 tuổi, 2-3 tuổi, nhưng mà anh học trước mình hai lớp, học chung trường, ở chung xóm này, hồi đó, hồi nhỏ mình rất là quý anh. Thế thì đến khi mà qua bên này thì anh cũng ở trên San Jose, anh có một người bạn rất là quý, anh hay xuống cái này anh nhậu. Thì mình có biết, khi mà anh viết cuốn sách này, mình có một mình có mua, mình có một vài cuốn rồi, mình cũng cho cái này người kia đi rồi, cho ta đọc lên dần, nó cũng thất lạc ở đâu, chứ còn cuốn sách đó mình cũng có, 1-2 cuốn vậy đó. Thì chỉ có khi nào, thì đó là cái những câu chuyện mà nó được ghi lại trong giấy trắng mực đen. Còn những cái chuyện truyền khẩu, những cái chuyện mà anh em, bạn bè nói chuyện với nhau, thì cũng tới khi mà tôi qua bên này tôi cũng nghe quá nhiều. Đến khi mà bạn bè tôi gặp lại ở đây mà ngồi đơn lẻ với nhau, 5-3 người nói chuyện với nhau, thì nó cũng kể câu chuyện nó kể, thì nó không chẳng khác gì câu chuyện của Cao Xuân Huy ông kể. Tại vì lúc đó này, năm 1972, bạn bè của tôi, tụi tôi lúc đó là bạn bè của mình là bỏ đi lính đi sĩ quan, là nó ra là đi rất nhiều chủ quân lục chiến này. Không biết lúc đó tại sao mà chủ quân lục chiến họ bắt tình nhiều thế không biết. Tôi không biết, 5-6 người bạn tôi nó về chủ quân lục chiến, khóa nào cũng có mấy người về chủ quân lục chiến. Thì thế này nè, căn bản thế này nè, cái người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, đến bây giờ thì mình cái điều đó mình biết lâu rồi, nhưng mà cũng biết tại sao rồi. Đến bây giờ phải nói lại lần nữa, cái người lính Việt Nam Cộng Hòa họ đi đánh nhau là vì tiền, vì quyền lợi. Ai lính thì đi có tiền lương, sĩ quan thì đi có lon có lát, có lon có lá, có quyền có hành. Lính về là năm 1972, ông Nguyễn Văn Thiệu ông về, ông khai, ông bế mạc cái khóa mãn khóa của tôi, mà ông có nói, ông đọc bài diễn văn tôi nhớ là 4 chữ, nghĩa là đừng có để như người dân người ta coi mình như là lính về làng, như thần hoàng về miễu. Tức là cái hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa nó gây ra đó là một hình ảnh bạo động ở trong cái đầu óc của những người dân trong Nam, người dân nói chung á, lính về làng như thần hoàng về miễu. Cái hiện tượng cái hiện tượng đó là cái hiện tượng ngày xưa mình hay dùng cái nạn kiêu binh, ỷ mang cái màu áo rồi xong rồi chẳng có coi ai ra gì, nó gọi là kiêu binh đó. Thì và ở đây á, tôi và anh lên nói chuyện ngày hôm nay là ở đây mình muốn nói một điều là giấy trắng mực đen, chứ mình không có nói cái kiểu truyền miệng, bởi vì từ xưa giờ truyền miệng thì rất là nhiều, mà bởi vì giấy trắng mực đen thì quá ít. Ở đây là một chứng tích, đây là một cái ký sự và một cái hồi bút đó của một người cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa đã viết lên thành sách, đây là giấy trắng mực đen đó, để cho mọi người hiểu rằng ở đây chẳng có cái lý tưởng con mẹ gì cả, nói thẳng là chẳng có cái gì gọi là, đây tôi nói cho một cái đơn giản thôi, họ đã không thương yêu đồng đội, họ tàn nhẫn đến mức độ bắn vào sọ vứt xác xuống biển. Thì tôi hỏi anh, làm gì có cửa mà để họ thương dân, làm gì có lý tưởng đâu, làm gì có lý tưởng. Thế... thua trận này anh cái chuyện thua trận đánh nhau là có thua chứ. Thì mỗi lần mấy ông Việt Nam Cộng Hòa, mỗi lần mà ông Việt Nam Cộng Hòa mà ông thua trận đó, thì ông về thành ông làm gì anh?
phá làng phá xóm, đốt thành, đốt nhà, đốt cửa, đốt này đốt kia. Tại vì thế này này, họ biết đó, tức là họ có một cái sự tức giận rất là căn bản. Họ là những người lính đánh thuê, họ đi lính đánh, họ đi ra ngoài, họ đi đánh nhau như vậy, mà trong cái đó ở trong hậu phương, ở trong Sài Gòn, ai cũng vui vẻ, ai cũng nhậu nhẹt, ai cũng đẹp đẽ cả, chỉ có mỗi mình họ là phải hy sinh thôi. Cái sự tức giận rất rõ ràng, và họ coi cái hậu phương của họ là một cái gì mà rất là xa lạ với họ, họ không có dính líu gì đến cả. Tại vì vậy thành thử ra khi mà họ, cái đoàn quân thất trận nó trở về đến cái chợ Đông Ba, nó cướp đã chớ xong rồi, nó cướp xong đã chớ này, nó còn đốt này. Mà tôi có, tới bây giờ tôi không hiểu tại sao đã cướp xong rồi là còn đốt nữa. Cái đó mình không hiểu, cướp được thì mình đốt, cướp được cái phần của mình rồi thì thôi, tại sao đốt làm gì? Cái thì đó tôi không hiểu. Anh không hiểu, tôi cũng không hiểu luôn. Bây giờ tao mày không cho tao đi, mày đuổi tao xuống thôi chứ mày làm gì bắt bỡ, mày bắt thì thở tao. Thì cái đó là cái sự... mình không hiểu được, mình không hiểu được. Cái đó là cái sự cái đó là cái sự tức giận mà đến kỳ cục đó, thì đến bây giờ đây tôi nói nghe nè, cho dù anh em mình có bôi hoa chất phấn, bôi son chất phấn lên cái lá cờ vàng thế nào ấy nữa, thì trong vòng 20 năm đó, từ năm 1955 đến năm 1975, cái lá cờ đó nó chỉ có làm cái gì, nó chỉ là mang lại bom đạn tàn phá và đau khổ cho cái người dân Việt Nam thôi, chứ còn nó không có làm được cái quý gì cả, nó không có mang lại cho người ta bất cứ một cái điều gì cả. Chính xác. Thì sẵn đây thì tôi cũng nói lên cái điều này, tức là ở đây là giấy trắng mực đen, thì tôi hỏi thử các người, những các người đã qua được ở bên Mỹ, qua được các nước châu Âu, qua bất cứ ở đâu cũng được, tại làm sao phải xỉa sói lại về Việt Nam? Chính nghĩa ở đâu, lý tưởng gì, tranh đấu cho ai? Cái điều đó nó muốn nói lên điều gì? Như vậy mà họ không biết nhục ông. Và ở đây nó còn có những cái chuyện là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa là lý tưởng gì? Đồng đội của các anh mà các anh không thương, bảo bọc nhau, các anh không thương nhau, mà các anh bắn vào nhau để giành cái chỗ, cái ghế ngồi ở trên cái con tàu. Mà như vậy thì làm gì anh có chuyện mình đi thương dân? Nghe nó đực cười, cái buồn cười. Và cái ngày hôm nay mà tôi đọc được một đoạn của cái hồi ký của cái Cao Xuân Huy này thì mình mới thấy là điều rồi. Tôi muốn đưa lên và nói với anh một cái điều, có nghĩa là từ hồi xưa giờ chúng ta nói bằng miệng á, không có giấy bằng đen á, thì chúng nó nói ô mẹ gì cổng là xạo, nó tuyên truyền xạo. Ở đây tôi muốn đưa lên một cái vấn đề là người này nằm trong quân lực cũ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và ông này tên là Cao Xuân Huy, tiểu đoàn máy của thiếu đường chiến đó, rồi rõ ràng cũng biết sắc đàng hoàng, đã phát hành đàng hoàng rồi. Ở đây là chứng cứ sự thật. Chứng nghĩa gì ở đây? Anh... ok thì mà anh cho thằng Trung nó nói với thằng Hoàng nó, okay. Hoàng nó nói đi, ok. Rồi, okay. Trung nó nói. Mình ngừng đây. Okay. Dạ, con cảm ơn. Mời Trung. Các Peter Phượng và anh Trung Quang cũng như cả nhà đang theo dõi. Thì con nếu mà so tuổi tác thì cũng đáng là con cháu của các bác thôi, có nghĩa là thế hệ trẻ trong nước. Thì con nhìn nhận ở góc độ như này, có nghĩa là cái bài này thì anh Thơ Quang đã chia sẻ thì con đã đọc. Thì ở đây là một hồi ký của một cựu trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu quân lực chiến. Thì dĩ nhiên là qua cái lời văn, có nghĩa là hồi ký, nhưng mà qua cái lời văn thì nó có bay bổng hơn một chút, có nghĩa bóng hơn một chút, không mang toàn bộ đen. Thế nhưng mà con nhìn nhận ở góc độ là một người con ở trong nước thì con cảm nhận được những cái thời kỳ bóng cấp con từng ăn độ cũng rất là khó khăn. Thế nhưng mà xã hội bây giờ phát triển thì con nhìn nhận lại như thế này, người ta kể cả như bây giờ các anh các chú ở bên kia đó, con vẫn nói là bên kia đó, nhìn nhận ở cái góc độ là chính nghĩa quốc gia hay ở phía lấy lại đất tổ không làm phụ dân hay là tất cả những khẩu hiệu đó, nó chỉ mang tính chất là gì? Mang tính chất là mị dân, con nói thẳng là mị dân. Bởi vì nếu như ngày đó mà đây con không dám là phê phán bác Cầm hay là bác Peter Phượng, mà con phê phán là phê phán những anh bên kia thôi. Nếu như ngày đó mà các anh có thực sự vì đất tổ mà không làm phụ dân thì các anh lại không đến như ngày hôm nay, đúng không ạ? Không phải như ngày hôm nay đó, mà các anh chỉ hô hào ngay từ đồng bào của mình, từ những cái khó khăn, từ những cái phát súng mà
gọi là để người không vì mình trời chu đất diệt đó. Anh muốn sống thì anh phải hy sinh tính mạng ấy chính của mình, anh được đến với thế giới tự do. Thế nhưng mà anh không nhận thức được, nếu như ngày đó anh có chính nghĩa, anh có mọi thứ thì anh không như ngày hôm nay. Nên tại sao con rất quý là bác Cầm hay là bác Peter Phượng hay bác Đức Đầu Bạc ấy, là con không có chứng kiến cái giai đoạn đó. Thế nhưng các bác chia sẻ lại để con có hình dung được trong đầu của con là gì. Đó là khi mà mình không mang cái ý nghĩa thực sự của nó, giống như cái việc từ thiện đó bác, mình không mang cái thiện tâm của mình thì bao giờ cũng có sự phản đối. Và cái sự phản đối này không phải là từ một người, hai người hay là từ một tộc người, mà đây là một dân tộc. Một dân tộc đã đứng lên phản đối thì ý nghĩa của nó không còn là cái anh kêu rao của anh thế này thế kia nữa. Thế nên là khi mà con đọc cái bài hồi ký này thì con cảm nhận được cái sâu xa của cái nghĩa đen của cái bác Huy này, cựu Trung úy Việt Nam Cộng Hòa. Khi mà có nghĩa là để giành giật được cái hạnh phúc, cái tự do, cái sung sướng của mình thì phải hy sinh đi tính mạng của người khác, cái đó có đáng hay không? Rồi khi mà các bác có tuổi rồi, các bác giống như bây giờ bác Cầm hay nói chuyện ngày xưa ấy, thì khi nhớ lại những người này có thấy day dứt hay không, có thấy có lỗi với đồng đội của mình hay không, thì con vẫn có nghĩa đặt một cái câu hỏi mà nó rất là sâu lắng. Con rất là thương cảm khi các bác này bây giờ các bác sang bên thế giới tự do, các bác được như ngày hôm nay, các bác có thấy day dứt với chính đồng đội của mình hay không, có thấy có lỗi với gia đình và các cháu của cái bác đó hay không? Đấy, con thấy là nếu như bản thân một con người mà có lương tâm này, có tri giác này, có văn hóa này, có giáo dục này, có danh dự này, có tự trọng thì sẽ rất là đau đớn, sẽ rất là tội lỗi, bởi vì chính bản thân mình mà hy sinh đi đồng đội của mình, cái đó nó không đáng. Nếu như một người đã từng gọi là đồng đội thì mình sẵn sàng có thể là gì, cống hiến mọi vấn đề, còn mình có thể hy sinh để cho gia đình, đồng đội, bạn bè mình để có được cái hạnh phúc, để mọi người luôn nhớ đến mình. Thế nhưng ở đây lại ngược lại là gì, vì mình lại hy sinh chính cái hạnh phúc của bạn mình, đồng đội mình. Thì con thấy những người này là nếu như mà có lương tâm thật sự thì người ta phải day dứt đến như ngày hôm nay, nếu như đọc được cái dòng hồi ký của bác Huy này. Đấy, thì đối với con thì một thế hệ trẻ thôi, con rất là ít tuổi, con sinh năm Giáp Tý, thì con không có biết được cái thời kỳ mà bác Phượng với bác Cầm sống đâu. Thế nhưng mà con cái thời kỳ mà khó khăn nhất của đất nước thì con đã từng trải qua, cũng đã từng phản đối. Thế nhưng nhận thức của con vẫn thấy là gì, đất nước được như ngày hôm nay nó không phải là bọn con hay là bố mẹ con hay là ông bà con đi xin mà có, mà đó là gì, đó là sự hy sinh đổ máu của hàng triệu người mới có được như ngày hôm nay. Thế thì cái đó nó cao cả hơn cái mà mình giành giật sự sống để hy sinh chính cái đồng đội mình. Đấy là quan điểm của con là như vậy. Thế nên là con rất là thương cảm nếu như con mà người mà đã từng trong cái hồi ký của bác Huy này, thì nếu như còn sống đến ngày hôm nay thì cực kỳ day dứt. Mình có thể hy sinh cho đồng đội mình thì không nên bán rẻ đồng đội mình để hưởng cái hạnh phúc được như ngày hôm nay. Đấy là quan điểm của con là như vậy. Thì không biết là bác Cầm hay là bác Phượng hay là anh Thơ Quang hay là tất cả những bác chú ở trên diễn đàn nghĩ như thế nào, thì con cũng rất mong là kiếm quyết thì mong các bác chia sẻ. Ok, đó là Thơ Quang đi. Dạ, thì về cá nhân con thì con thế này. Thì trước tiên là cũng xin cảm ơn bố Cầm cũng như chú Peter Phượng là hai nhân chứng là những người đã từng trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Thì con cũng như Trung thôi, sinh trước năm 75 có vài năm thôi, nhưng mà qua cái bài viết đó thì con cũng nói với bố Cầm với chú Peter cũng biết rồi, bố con cũng là người lính sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Thì qua những cái tư liệu đó thì cá nhân con thấy thêm, và cái điều đầu tiên con cảm nhận á là cảm thấy rất là chạnh lòng, rất là chạnh lòng. Nói về xét về cái vấn đề mà con người á, rồi qua câu chuyện chú Cầm vừa chia sẻ về những người ở bên đó hiện tại sau này đa phần là sinh sau để muộn, đúng không ạ?
Nhân cái chuyện của cái YouTuber Quang Lâm á, chắc chú Cầm đó, chú Peter Phượng cũng biết, thì con có đồng tình cái quan điểm của Quang Lâm đó là gì. Người Việt Nam Cộng Hòa thì hiện tại thì có hai thành phần. Một là những người Việt Nam Cộng Hòa tiến bộ, và những người Việt Nam Cộng Hòa là chậm tiến. Thì con nhớ tới cái chi tiết này, không biết chú Peter Phượng, chú Cầm xác nhận giùm con có đúng không. Nếu mà con nhớ không lầm á, là tướng Lê Xuân Đảo, lúc ông ta gần Lê Minh Đảo đúng không? Dạ, lúc ông ta gần đi á, ông ta có căn dặn lại là khi ông ta có chết á, thì đề nghị gia đình và người thân là không quàng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ lên cái quan tài của ông ta. Thì cái vấn đề đó là con biết không biết là có đúng hay không, nhưng mà nếu mà đúng là như vậy á, thì nó cũng nói lên cái điều gì để cho những thế hệ trẻ để nhìn thấy được. Thì theo con, nếu mà đúng là như vậy thì chứng tỏ là ông ta cũng giống như chú Cao Xuân Huy, đúng không ạ? Đâu đó cũng cảm thấy là khi nhìn lại sự việc là cảm thấy là mình đã đi sai con đường. Và giống như nãy con có nói bên diễn đàn của con á, là cá nhân con rất hiểu là thời các chú các anh thời điểm đó đó, các chú các bác nhiều khi cũng có không có lựa chọn nữa, không có lựa chọn. Mà không lựa chọn ở đây là gì, là buộc phải cầm súng gia nhập vào cái quân lực hạng tư gì đó. Đó, chứ không phải là ai cũng là ham muốn đi cầm súng để ra chiến trường cả. Vì có những người thì vì cái gọi là yếu tố lịch sử và cái thời cuộc, thì họ không có lựa chọn là phải là được cầm súng hay là được ở nhà hay là như thế nào cả. Đó, thì con rất hiểu về cái khía cạnh đó. Nhưng mà ở đây là đáng lên án những cái thành phần sau này, họ chẳng qua họ chỉ lợi dụng cái hình ảnh cờ vàng thôi. Thực sự là họ chỉ lợi dụng cái hình ảnh cờ vàng để phục vụ ý đồ cá nhân của họ. Đó là gì? Đó là tiền. Đó là tiền. Để họ kích động, họ đánh phá về chính quê hương, chính tổ tiên mình. Thì cái đó là thật sự đối với con thấy là con đáng lên án. Và con cực lực lên án cái hành vi đó. Đúng không? Mà con không chấp nhận được cái chuyện đó. Dạ. Cái ngày hôm nay mà mới đưa lên cái chủ đề này lên là ý tao là muốn hỏi, muốn nói họ thường thường họ rêu rao chính nghĩa gia vì đủ thứ rồi, nhưng mà ngay cái cuốn sách này giấy trắng mực đen của một người trung quý Việt Nam Cộng Hòa đã viết lên và đã phát thành sách, thì tao hỏi là chính nghĩa ở đâu? Bản thân họ, đồng đội họ, họ không tha và viết một cách tàn nhẫn, viết một cách mà ta đọc và ta thấy chấp tạc không thể nào ngờ được. Cái ông Cao Xuân Huy là ông viết một cách một trần trụi mà không thể nào. Thì ta hỏi mày lấy cái tư cách gì mà họ thương dân, họ thương nước? Ta nghe tới mật cười, ta nghe tới buồn cười. Cái đó nó muốn nói, ta muốn nói được điều này, nó phá vỡ mọi luật lệ. Và đừng bao giờ đại diện hoặc là anh tôi tranh đấu đấu tranh là tranh đâu gì trong một quê hương tôi rồi để khác chứ. Thấy nghe nói tôi buồn cười, tôi muốn bữa luôn. Nó thẳng là như vậy. Tao muốn hôm nay cái like lên hoặc là cái bài viết này, là bởi vì thường thường chúng ta thường thường người ta nói thì mình nói bằng miệng không, không ai tin, hoặc là người ta nói ô thể nó xạo này dân kiệt. Không, ở đây có bạc anh Vượng, ở đây có sách, có hồi ký, có tên tuổi, có địa chỉ, họ có cấp bậc đàng hoàng và phát hành sách luôn. Chứ nó không phải nói suông, ở đây là có bút giấy trắng mực đen. Đó. Thì ta nói cái này, ta muốn nói là vì quốc gia, vì chính nghĩa, vì lý tưởng gì đó, đối với kia đó, toàn là một thứ nói xạo. Đó, đó là